thật là khó thay và đứng thật vai trò từ ngày hôm nay đây. Tuy lời nói đó vẫn còn nguyên vẹn giá trị trong mỗi chúng ta đến tận bây giờ. Giờ vẫn còn công việc thứ nhất là việc động châu. Nó được ví như chúng ta sẽ cùng nhau chọn cho mình một công việc ổn định. Tiếp thời cưới vợ chồng sẽ cùng nhau hoạt động sản xuất. Và công việc thứ hai là việc hỏi vợ đúng không ạ? Là mình sẽ quyết định cầm tay về con gái mình yêu thương và gặp đến bên bờ hạnh phúc. Và công việc thứ ba là xây nhà đúng không ạ? Sau đây chúng tôi có thể có bậc quý vị khách quý thân mến. Và ngày hôm nay đây, gia đình chúng tôi cũng như gia đình anh Trung và chị Thủy cùng chung mong đóng góp và cùng nỗ lực phấn đấu để cùng xây dựng nên một ngôi nhà khang trang, một ngôi nhà mơ ước, một ngôi nhà của thời đại 4.0, một ngôi nhà đầy tình thương những người ông, người bà, những người con, những người cháu. Cảm ơn kính thưa toàn thể các bậc quý vị khách quý thân mến. Và ngày hôm nay là ngày lành tháng tốt, ngày 11 tháng 3 năm 2024, tức ngày 2 tháng 2 năm Giáp Thìn. Tại đây thì chúng tôi long trọng tổ chức chương trình tiệc mừng tân gia của gia đình anh Trung và chị Thủy. Xin chính thức được bắt đầu. Một tràng pháo tay thật lớn quý vị ơi. Trung tâm tổ chức sự kiện nhà giàn danh nghĩa. Xin vâng kính thưa toàn thể các bậc quý vị khách quý thân mến. Và trong buổi tối ngày hôm nay, muốn để gửi lời cảm ơn đến tất cả toàn thể quý vị khách quý đang có mặt tại khán trường. Thì ban tổ chức trân trọng kính mời vị đại diện và gia đình hạnh phúc chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay sẽ có đôi lời phát biểu để cảm ơn đến tất cả toàn thể quý vị đang có mặt tại khán trường ngày hôm nay ạ. Trân trọng kính mời ạ. Cho tất cả tên này hỏi cái số đại diện ở sông Đan áo cờ ba mới không biết cờ sang bón chu bón làn áo cờ có kín đường các bản các quán với cả bố mỹ phóng đầu nè thế là hai cờ ba với cả bền đồi của bia cũng gì cờ đây bắt sầu cờ ba mới có còn làn với cả trắng cà sàn các cành có thiệt duyên mới cờ trắng kia này làng ngân đừng thành chân mới cờ cái ni mới xong bóng bù bóng làn mới hà lại mưa đi biến tan thì sàn kết chép mà đẹp với nhau một chân bền mà mới cờ mát mưng ngân lào trên mới cờ nhắn mi bưng cò bưng mè bưng thả bưng lung hào đua ý ai bàn cương yếu dầm yếu đắp hạt pen cái bìa bá cạn thấy lắm nữa sửa đi đi hoa kiểm lúc tủ má tôm đu tàu đu là nâu nguồn lên đu hở là nâu các khỏi cũng đi sang ơn chưa thứ nhất cứ cả xó cảm ơn cứ cứ ngải cứ em cá tà cá nai cá phú cá đà cá bà cá lung cá ảo cá đua cá ý cá ai cá ban cá phương vô cầm vô lắm hạt men má tủ má tôm có cả gạo cả hắn cả chèn cả sợi có đẹp sang là lại khai sang là pin tám sòng mỡ có cả sò tôm mới ngẩn sắc hồ nha tà nâu mỡ cờ tầm sau hơn lào nhai bón mỡ sợi bón đi lên nà phà mặn đều có mà đi mỡ cờ mát mỡ ngân lào thế nữa cả sò tôm mới ngẩn và hồ nha đồ làm đó là hào hắn chèn sợi có thiệt chính phát tai mà cừng ăn hai nhá mi ăn đi hờ lầy cơ điện sang hờ lầy cay sang hờ pin thì nhá xôn côn nhá pê cơ dần mà ca khử bưng kho bưng mè mi tăng sảng yên tím phừng nè nơ ăn tròn mà ướt cơ kể là quấy cùng cho chua mơ ngờ có bên ải bên em bên tà bên nai bên tà bên đung bên ảo bên đua bên ý bên ai bàn phương cho lăng thiếu chậm kiến khẩu kiến lên leo họ chiếc bà kéo kéo cứng mưa ăn mưa tàu cứ vào cửa mưa ảo mưa hàn mưa chèm mưa sờ cứ bày hở luôn nghe lại phò giáo thùng cẩn tang sẽ mẹ nữa bò mẹ nữa. Rất cảm ơn lời phát biểu của vị đại diện của đại diện là đại gia đình hạnh phúc chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Và toàn thể quý vị có thể dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chúc mừng đến gặp quý vị ơi. Cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Chúng ta kính thưa toàn thể các bậc quý vị khách quý thân mến đến chúc vui và dự là buổi lễ tân gia ngày hôm nay thì có những người ông, những người em, những người anh, chị cũng sẽ có những món quà thật là ý nghĩa nhất
và mức chưa lâu nhưng thì có thể quý vị chúng ta sẽ chờ lâu hơn nữa. Ban tổ chức trân trọng kính mời gia đình ông anh Xuân sẽ lên sân khấu hạnh phúc để trao món quà ý nghĩa nhất cho hai con hai cháu của mình nhân ngày trong đại này ạ. Trân trọng kính mời ạ.